Chào các bạn, chúng ta quay trở lại với chuyên đề thứ ba trong chuỗi các chuyên đề về bồi dưỡng học sinh giỏi hình học lớp 6. Hôm nay chúng ta sẽ trao đổi về chuyên đề xác định số giao điểm của các đường thẳng. Trong phần này, chúng ta sẽ xét lại các kiến thức cần nhớ, các ví dụ minh họa và sau đó các bạn sẽ làm các bài tập tự luyện. Cũng tương tự như các phần trước, chúng ta nhớ lại các kiến thức về điểm đường thẳng, ba điểm thẳng hàng, các đường thẳng đồng quy, xác định đường thẳng đi qua hai điểm, đặt tên đường thẳng, các vị trí của các đường thẳng gồm có cắt nhau, song song với nhau, trùng nhau. Trong trường hợp cắt nhau có một vị trí đặc biệt đó là các đường thẳng đồng quy. Ba hay nhiều đường thẳng cùng đi qua một điểm gọi là ba hay nhiều đường thẳng đồng quy. Muốn chứng tỏ các đường thẳng đồng quy ta có thể xác định giao điểm của hai đường thẳng nào đó rồi chứng minh các đường thẳng còn lại đều đi qua điểm này về nguyên tắc là như vậy nhưng ở lớp 6 thì ta không đi nhiều vào việc chứng minh các đường thẳng đồng quy tính số giao điểm của các đường thẳng thì chúng ta đi vào nội dung chính của phần này hai đường thẳng thì cắt nhau tại một điểm có một giao điểm nếu nó cắt nhau nếu nó song song thì nó không cắt nhau ở đây ta xét là hai đường thẳng phân biệt nếu có n đường thẳng trong đó bất cứ hai đường thẳng nào cũng cắt nhau không có ba đường thẳng nào đồng quy thì số giao điểm sẽ là n nhân n trừ 1 trên 2. Điều này có thể được tính bằng cách một đường thẳng sẽ cắt n trừ 1 đường thẳng còn lại. Tạo thành n trừ 1 giao điểm. Làm như vậy với n đường thẳng chúng ta sẽ có n nhân n trừ 1 đường thẳng. Nhưng với cách làm này mỗi giao điểm đang được tính hai lần. Do đó số giao điểm thực tế chỉ là n nhân n trừ 1 trên 2. Thì bài toán biết số điểm tìm số đường thẳng và bài toán biết số đường thẳng tìm số giao điểm là hai bài toán ngược của nhau nó có một số nét tương tự nhau về cách làm và về công thức chúng ta sẽ xét bài toán 1 cho 101 đường thẳng trong đó bất cứ hai đường thẳng nào cũng cắt nhau và không có ba đường thẳng nào cùng đi qua một điểm chính là không có ba đường thẳng nào đồng quy được tính số giao điểm của chúng Với lời giải bài toán này tương đối đơn giản mỗi đường thẳng cắt 100 đường thẳng còn lại tạo ra 100 giao điểm sau đó với 101 đường thẳng chúng ta sẽ có 101 x 10 100 bằng 10.100 giao điểm nhưng với cách làm này mỗi giao điểm đang được tính hai lần do vậy số giao điểm thực tế sẽ là 10.100 chia2 bằng 505 5.050 giao điểm cho có đáp số 5050 giao điểm. Thì đây là một bài cụ thể và ta lý giải lại, minh họa lại cho công thức n nhân n trừ 1 trên 2. Bài tập thứ hai là bài ngược lại. Bây giờ cho n đường thẳng, biết hai đường thẳng nào cũng cắt nhau, không có ba đường thẳng nào đồng quy. Biết rằng số giao điểm của các đường thẳng này là 780 tìm n. Thì đây là bài toán ngược. có n đường thẳng bất kỳ cho đó hai đường thẳng nào cũng cắt nhau và không có ba đường nào đồng quy nên mỗi đường thẳng sẽ cắt n trừ một đường thẳng còn lại tạo ra n trừ một giao điểm do đó n đường thẳng thì có n nhân n trừ một giao điểm nhưng mỗi giao điểm đang được tính hai lần theo cách này cho vậy thực tế chỉ có n nhân n trừ một trên hai giao điểm thì ta có n nhân n trừ một trên hai bằng bảy n nhân n 1 bằng 1560 và bằng 40 nhân 39. Từ đó thì n bằng 40. Ở đây n là số tự nhiên và chúng ta với kiến thức lớp 6 thì các bạn không cần phải giải một cái bài toán tìm n với mũ 2 mà ta chỉ tách ta để nguyên n nhân n 1 bằng 1560. Ở đây các bạn thành thạo cái thao tác tách ngược lại 1560 bằng 40 nhân 39 thì ta sẽ kết luận được n bằng 40. Tôi vào xét bài tập số 3. Trên mặt phẳng cho 20 đường thẳng phân biệt không song song, không có hai đường thẳng nào song song cả. Trong đó có đúng ba đường đồng quy. Tính số giao điểm của chúng. Thế thì ở đây tương tự như bài đường thẳng đồng quy. Xin lỗi, tương tự như bài xác định số đường thẳng đi qua hai điểm mà có một số điểm thẳng hàng thì chúng ta cũng tính trong trường hợp chung sau đó trừ lùi đi ở đây chúng ta sẽ tính trong trường hợp không có ba đường nào đồng quy, sau đó ta sẽ trừ lùi. Nếu không có ba đường nào đồng quy thì số giao điểm sẽ là 19 x 20 chia 2 bằng 190 giao điểm. Khi có ba đường đồng quy, thay vì cắt nhau tại ba điểm, chúng chỉ cắt nhau tại một điểm. Nên số giao điểm giảm đi là 3 trừ 1 bằng 2 giao điểm. Cho đó, số giao điểm vẽ được chính là 190 trừ đi 2 bằng 188 giao điểm. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và chúng ta sẽ thầy sẽ gửi lại thêm cho chúng ta một số bài tập ở phần sau. Các bạn nên nhớ ủng hộ kênh của chúng tôi bằng cách ấn nút theo dõi và chia sẻ video để chúng tôi có thể làm phục vụ các bạn tốt hơn trong những video sau. Xin cảm ơn.